Mỹ Điền, Quỳnh Chi, Mỹ Điền. Quỳnh Thị, Mỹ Điền. Rồi bưng đi. Bưng nhẹ nè, nào. Đi 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 đi. Anh ba thì đâu đi 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 mà. Mẹ cho đây. Cái này nặng nè. Rồi con, đợi nặng nha. Không được. Đây, cái này ai vậy? Thôi lỡ là cầm theo đi. Rồi giờ. Rồi đi đi nha. Cái gì nắp đâu? Cái gì nắp đâu? Nè nè, đứng đi đâu. Đi đi nha khác. Ờ, mình đi từng đầy. Ê. Cái này nè, có cái bọc để hai khay vô luôn ấy. Sắp ra. Lên xe đến từ đây anh nè. Cái mâm của ông Phan phát đâu? Khai hợp phát đâu? Đây nè. Chỗ cô dâu nghe quý vị. Chắc ăn đi.
bừng lên. Sao vậy? Thỉnh đâu? Tài ơi đi không quên nhỏ tài. Trời ơi, quý vị ơi. Rồi sao mình vô chưa? Bình thường tám hết vô kìa. Ê, bán vô rồi. Ê, đi đứng ngay nha. Đứng xuống. Đó là cái này. Hai người quay mặt với nhau mới gọi là chào. Ê trời. Đi nè. Bắt tay gì nè. Quay ngang đó. Ừ, tại ngô tại. À, ơi. Rồi nhìn lên giùm mấy cây. Hai ba cười nha. Chị xui nhìn lên đó. Ờ rồi. Rồi bây giờ nè. Vô vô vô. Chú gãy vô đứng giữa đây. Vô vô đây. Chú gãy chú gãy. Chú gãy. Biết rồi biết rồi. Đi nè ổng nè. Chú gãy như đây. Rồi nhìn anh vui vẻ nha, hai ba rồi bây giờ mình trao mâm đi, mình lấy đi. Rồi nè nè nè, mình dính lại, dính lại xe xanh hơn cho nó ngay băng nhìn nó đẹp. Cái hàng này ngay hàng đó à. Rồi rồi nhìn nó nè. Ok rồi. Rồi xong. Bây giờ tập họ ông bà còn hiện đây
bây giờ chưa chúng rồi cháu nó xá lại chắc xá rồi nó phải đến đây đó nó chạy ra đi ông bà cũng cưa lại lại ông bà lại cầm lên mất mặt chưa lại lại miễn tiền rồi đúng bây giờ rồi còn ông bà nội ngoại miễn tiền ở đây thì còn không có có tiền không à đây cầm cái đây chỉ có còn đây là có ông bác thì liền ông bác thì liền hãy đi đúng góp vô thêm miếng dụng vô cho bác bán để cần bác nó đi để nó làm đi có việc đi trước đi không biết gì luôn trước rồi nhìn lại nè nhìn lên gì cho mẹ hai ba rồi bây giờ hai ông đụng ly uống luôn cả nước luôn em cả nước đừng hết ly nha rồi cảm ơn hai ông luôn rồi bữa nay còn ai là đại diện lớn cái nữa chú đại diện lớn cái hả không biết đưa đủ có mình đưa cho cậu mà rồi bây giờ đưa cho cậu còn lại đưa cho thấy bước bước xích xích tới đây là đứng trước đó đi rồi rồi về về dịch lấy ly rượu giùm rồi nhìn lên giùm ai nhìn lên giùm đây rồi rồi cậu uống luôn rồi, uống hết đình này nó khoái lắm rồi cậu bây giờ đưa đi rồi mình đưa sao mình tiến hành đúng rồi rồi chị đi ra con nè chị giữ tay con lên giữ đường đi chống đưa cho mình thành thôi nó ở đó đã muốn ngủ sao rồi chị nín thôi bây giờ mày góp người thì cầm cũng được đó cầm là cầm cái ly thôi đừng góp nữa chạy rồi có cái mũi thấy đâu không có tủ chưa ông để thôi đứng đứng ở đây đi tụ bao thành những trang này là mình có rồi nhìn vào đó ông
cúi đầu. Rồi cứ xe ra ngoài giùm. Đứng đi đứng luôn, xe ra ngoài cúi đầu. Cái nữa. Rồi nhìn lên nè, gửi lên các anh. Rồi bây giờ mình chào họ nhà trai. Quay lớp cúi đầu. Hỏi nhà gái. Rồi bây giờ mình nữ trang. Cha mẹ đeo hay là chú rể đeo đi. Rồi chú rể đeo cho cô dâu phải không? Thì chú rể bước tới. Bước tới đeo cho cô dâu. Để cầm bông nào? Cứ cầm bông đi. Cầm bông nào? Đeo bông trước. Đeo bông trước phải á. Kéo gần trước cái gài con. Gài đó, nó đeo chừng nào thôi, nó cứ dạo được. Người ta càng chậm càng tốt mà. Cứ từ từ đi chậm chậm. Nhiều người chỉ quá là nó làm được. Tay 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 trước tay sau nhỏ cái dây thở gì đó. Đây chú rể tiếp tục được không? Đeo tiếp tục cái nào làm thì còn gì nữa, đeo tiếp tục đeo ở nào cũng được hết á. Cầm bông đi, cầm bông cái gì cầm bông đẹp lên, đeo tay nào đeo tay nào đi. Chị đưa đây, thẳng đừng đi qua con dơ cái tay qua cho nó được rồi, đừng chăng quá cho lỡ quá. Chị nè, hai đứa đứng hai gian ngang xíu rồi. Cái mình cầm bông tới vô dơ đi, cho bông vô dơ đi. Rồi dính lại, dính lại nè. Rồi bọn dí được đi. Chờ cô nhìn lên nhìn cái cây. Hai ba. Thank you.
Bây giờ còn tiếp một gì nữa không? Rồi bây giờ cô dâu chú rể đi đứng rồi đứng dậy đi rồi mời chú gia đứng lên chụp với
rồi chị đây xích vô đây, xích vô đây, xích vô đây. Rồi 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 chị nên đó dùng đeo xích này. Rồi 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 đúng rồi đó, đẹp cái tay nha. Rồi hai ba. Rồi bây giờ hai ông xui bước nhẹ gần trước bắt tay cái coi. Rồi nhìn lại nhìn ra nè. Rồi mình giờ mời ra ngoài luôn chút, mời ngoài ăn chứ ngồi đây hồi đó chứ. Ngồi đi chút xíu hả? Chụp hình ngồi hả? Hai bà xui đứng đây lại. Rồi rồi nhìn lại, nhìn lại. Rồi nhìn đó nè. Hai đứa ngã sát đây. Rồi lấy ngọt này nè, chút xíu rồi cô dâu á. Rồi nhìn lên vui vẻ nha, hai ba. Rồi hai bà xui bắt tay coi. Rồi rồi coi chị xui nè. Rồi anh giờ không có là làm ngoài nữa nên chị nói gì tao biết rồi. Rồi miệng rồi có chở bà ghé nhiều xong rồi ha. Mời hai bà xui ra dùng tiệc luôn.
xíu nữa đây. Quay cho mình. Bà nay họ cùng quý ông bà con.